Lan rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2020, hôm nay kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Hôm nay thì Nguyễn chủ yếu là bán kiếm. Nhưng mà trước tiên thì Nguyễn xin chúc mừng các anh chị và các bạn mà đã từng mua cây châu Như thân đỏ lá đỏ, mà các anh chị thấy cái chậu mà chậu 12 nhỏ như thế này nè. Đó. Thì trong lô đó Nguyễn mới làm được một cái bông thôi mà nó đã ra bệt luôn nha các anh chị, tức là cái cây khả năng sổ ra bệt rất cao đây các anh chị thấy chưa. Và cái cây này đặc điểm của nó một có một cái hay nữa là cái bộ cánh này là một bộ cánh dày, bộ cánh sáp. Đối với những cái cây châu Như khác á, thì thường bộ cánh nó rất là mỏng, nhưng mà riêng cái cây này thì nó đạt được cái bộ cánh sáp dày cho nên là nó rất là đẹp. Đó, mình xin chúc mừng các anh chị và các bạn nào mà đã từng mua cây dễ hạt châu Như thân đỏ lá đỏ nằm trong chậu kích thước 12 cm ha. Đó là cái lô mà Nguyễn bán giới hạn. Tại Nguyễn biết cái lô này làm từ cái cây châu Như bệt đó cho nên là nó bệt rất là đẹp. Rồi thì trước khi bán kiếm thì Nguyễn cũng bán vài cái kỳ. Đây là kỳ năm cánh trắng Hà Tĩnh. Cây này thì nó rất là đẹp. Cây này có ghi chữ vợ nè. Chị ta thấy cái cây này đẹp quá rồi chị ta ghi vào và dành cái cây này. Cây quá đẹp luôn các anh chị. Cái cây này thì kích thước của nó là 19 cm. Và cây của Nguyễn là đã nở hoa tại vườn rất là chuẩn. Anh chị nào muốn xem hoa thì Nguyễn để ở phần cuối video về các mặt hoa ha. Cây này được 20 cm chứ. 20 cm. 20 cm thì Nguyễn bán giá là 20 triệu nhưng mà ngày hôm nay thì bán 19 triệu thôi. Đối với cây Hà Tĩnh đó các anh chị, thì bên em á, là nó chuẩn cây và nở hoa tại vườn. Cây này là cũng là một cây khó làm hoa cho nên có khả năng là ở những nơi khác bán giá rẻ hơn, thì các anh chị có thể mua ở những nơi khác ha. Riêng cây năm cánh trắng Hà Tĩnh ở bên em thì nó chuẩn cây lắm, tại cây nở tại vườn nhiều lần rồi. Ở trong này mình có một cái chậu. Chậu này là chậu dễ hạt rừng của Thái nha. Nó là cây trắng Thái. Nó không phải Hawaii nha các anh chị. Nhìn mặt hoa chúng ta biết, nhìn bộ cánh chúng ta biết. Thì mình chơi, mình sưu tầm thì các loại mình đều chơi, chứ không cứ phải là hàng hàng rừng Việt Nam mình mới chơi. Ở đây mình có hai cái cây, một cây lớn một cây nhỏ. Cây lớn thì nó khoảng tầm mười mấy sen á, và cây nhỏ xíu. Thì hai cái cây này là Nguyễn sẽ tặng cho anh chị nào gọi điện để nhận cây sớm nhất ha. Tức là hai cái cây này mình không có bán, mình tặng thôi. Anh chị nào thích thì mình tặng hai cái cây đó. Đây là cây dễ hạt trắng rừng Thái nha các anh chị, không phải hàng công nghiệp, hàng Hawaii nha. Mình xin nhắc lại để mọi người đừng có lầm. Đây là cái chậu sáu mắt Thái Bình. Nhưng mà rất tiếc là đây là cái hoa nó nở trên một cái đầu kỳ, là hoa bói nở trên đầu kỳ nên là cái bộ cánh của nó thì nhìn nó không không được hay. Nhưng mà nó chuẩn cây sáu mắt. Đó, nó mọc trên đầu một cái kỳ. Chứ không phải là mắt hoa. Thì nó ra cây thì mình ok, mình biết là mình chuẩn cây đó, nhưng mà hoa đẹp thì để đợt sau đi, Nguyễn sẽ làm một cái hoa nó ok hơn, Nguyễn quay cho mọi người xem. Đây là cây sáu mắt Thái Bình. Hiện tại cái giống này trong vườn của Nguyễn có nhưng mà chưa bao giờ Nguyễn bán hết. Tại vì là hoa nó chưa có ra nở chuẩn cây. Bây giờ hoa nó nở chuẩn cây rồi thì Nguyễn mới sau này thì Nguyễn mới 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 dám bán. Hôm nay Nguyễn sẽ xuất bán một cây kỳ hồng thiên lôi. Bình thường Nguyễn bán những cái kỳ như thế này là giá 3 triệu một sen đó. Mà hôm nay 30 tháng 4 Nguyễn sẽ bán với giá nó rẻ hơn, cây này khoảng 8 sen nha. Để cho anh chị nào có điều kiện và có nhu cầu thì sưu tầm, với giá mình bán ngày hôm nay nó sẽ thấp đó, 13 triệu. Hôm nay thì Nguyễn làm video hơi khác một chút. Tất cả những cái mặt hoa để mà các anh chị và các bạn nào chưa xem á,
chưa thấy mặt hoa nở tại vườn thì các anh chị kéo ở phút 20 mấy trở đi, mình để ở phía sau video để cho cái video nó đừng có nó bị dài đó các anh chị. Tức là các cái mặt hoa thì các anh chị coi ở phần cuối video ha, ở phần đầu thì mình quay cây cho mọi người xem thôi. Đây mình có hai cái cây lộc bắc mới lắc trên thân nè. Hai cây này thì đồng giá là 500 nghìn. Còn lộc bắc là cây gì thì mình đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi và hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu nữa. Anh chị nào biết thì chúng ta mua. Cây này là một cây đặc biệt đấy. Hôm nào mình bán chuyên về lộc bắc thì mình sẽ giới thiệu rõ hơn về cây này. Còn cây này thì trong kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em bán rất nhiều và đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Tiếp theo là có hai cái cây năm cánh trắng Dũng Phương. Hai cây này thì hơi ốm nhưng mà cũng rất khỏe tại vì là cái bộ rễ của nó đã ra mạnh rồi. Kích thước của nó thì khoảng tầm 4 cm. Hai cây này đồng giá là 4 triệu. Bình thường những cây như thế này mình sẽ bán là 5 triệu. Tất cả các cây va ở kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em bán là cây tụi em làm trong vườn, không có mua đi bán lại từ những cái nơi khác. Và cây trong vườn đã sổ hoa rồi, chính chủ, cây chuẩn 100% tụi em mới xuất bán cho các anh chị. Còn chủ yếu ngày hôm nay là Nguyễn bán kiếm nha các anh chị nha. Hôm nay là chủ yếu mình xuất bán những cái thân kiếm tách. Đây là Nguyễn giới thiệu cho các anh chị, đây là một cái mặt hoa kiếm mới sổ. Mình giới thiệu cho các anh chị để các anh chị và các bạn biết thế nào là vẻ đẹp của cây kiếm. Đây là một mặt hoa đẹp nha các anh chị. Nó đẹp ở chỗ nào? Bộ cánh của nó là bộ cánh bầu các anh chị thấy không? Thường thì bộ cánh các cái dòng kiếm khác là nó cái cánh của nó sẽ ốm hơn chứ nó không bầu tròn như là cái mặt hoa này. Cái trụ của nó thì vàng, lưỡi thì đỏ. Tuy nhiên nó có một cái điểm dở là các anh chị thấy nó còn ố ố màu nâu đó, có nghĩa là nó ám đó. Giống như trong phi điệp người ta gọi là cây ám thì đây là một cây ám như vậy các anh chị. Đối với đột biến ở bên kiếm thì nó là màu vàng. Cũng có khả năng cũng có cây đột biến ra màu trắng luôn. Đó, các anh chị thấy nó còn ám ám màu nâu đó. Thì đó là mình quay cho mọi người xem đâu là một mặt hoa kiếm đẹp ha. Còn ở đây là ngày hôm nay mình sẽ tách hai cái chậu kiếm vàng Tây Ninh. Mặt hoa thì các anh chị cũng coi ở phần cuối video luôn ha. Hôm nay mình sẽ làm video nó hơi khác một chút, tức là cây mình bán ở phần đầu, còn mặt hoa thì mọi người xem ở phần sau video nha. Để cho nó nhanh để mọi người coi nó không có bị tốn thời gian. Đây hai chậu kiếm vàng Tây Ninh. Và một chậu kiếm số 3. Đây kiếm vàng Tây Ninh. Đây là một mặt hoa nó có lưỡi nó hồng hồng nha các anh chị. Mặt hoa nó tựa tựa như mặt hoa cây phan trí vậy đó, cây hoàng long đó. Nhưng mà thân lá của nó thì khác. Đây hôm nay thì mình sẽ tách ra và quá trình tách thì mình cũng quay cho mọi người luôn. Hai chậu tách ra từng thân một để cho mọi người chúng ta sưu tầm giống dễ mua. Còn đây là cái chậu kiếm số 3. Hoa này sắp tàn rồi nè các anh chị nè. Nó là một dòng kiếm lưỡi đỏ và cũng là một dòng kiếm hoa vàng, không có ám nha các anh chị. Hoa vàng và lưỡi đỏ, cánh không có ám, cánh màu vàng tươi. Thì hôm nay mình sẽ tách ba cái chậu kiếm này ra. Kiếm thì sau khi tách thì mình cắt sạch rễ luôn. Chúng ta trồng lại thì cây nó sẽ ra rễ lại nha các anh chị. Tại vì rễ một cái cây lan khi mà đã nhổ ra khỏi chậu là nó hỏng luôn, nó không không có giữ được cái bộ rễ của nó đâu. Còn trong quá trình tách kiếm thì chúng ta dùng dao sắn vào nách giữa những cái giả hành đó và sắn mạnh xuống, lôi nó ra. Thế thôi. Mà thật ra thì trong quá trình làm tách những cái cây kiếm này á, mình cẩn thận đừng có để nó bị dập lá. Tại vì kiếm thì cái lá của nó cứng á, mình trong quá trình mình xoay trở nó rất là dễ dẫn tới cái tình trạng là nó hỏng lá. Kiếm mà bị hỏng lá thì nó mất cái vẻ đẹp đi.
Đó, cứ cho vào nắp của nó mình sắn xuống thôi. Tách ra từng thân như thế này thì nó sẽ giá trị của nó sẽ dễ cho mọi người sưu tầm hơn là để nguyên cả chậu thì nó cao. Và thực tế các anh chị và các bạn chúng ta cũng chỉ muốn sưu tầm cái giống của nó thôi, cho nên là không cần phải mua những cái chậu to, nên em phải tách ra. Có những thân thì nó kèm theo thân con như vậy ha. Đó là chậu đầu tiên. Mình sẽ tách hai chậu kiếm vàng Tây Ninh, còn đây là chậu thứ hai. Kiếm vàng Tây Ninh nó là một cái mặt hoa rất là đáng chơi đó các anh chị. Đẹp. Hoa vàng tươi, nó là một dòng đột biến không có ám, và cái lưỡi của nó thì nó hơi ửng hồng, tựa tựa như là cây hoàng long. Cái hình cuối này mình sẽ để là một thân mẹ hai thân con như vậy luôn cho nó đẹp. Anh chị nào có điều kiện tốt hơn thì chúng ta mua cái chậu, mua cái hình ba thân này là rất đẹp này. Còn đây là cái chậu kiếm số 3. Kiếm số 3 thì cái lá của nó là cái lá nó sóng tôn, nó lượng sóng á. Đối với kiếm các anh chị, người ta không phân biệt là kiếm Thái, kiếm Đài hay là kiếm rừng Việt Nam mình đâu nha các anh chị. Người ta chỉ chơi những cái mặt hoa đẹp và đã có tên tuổi trên thị trường. Ví dụ như cây kiếm này là cây kiếm số 3, là một dòng kiếm Thái và rất được ưa chuộng trên thị trường nha các anh chị. Nó rất là khác so với là giả hạt, phi điệp á. Phi điệp mà các anh chị nghe hàng Thái là mọi người có vẻ dị ứng, nhưng mà riêng kiếm là khác nha các anh chị. Kiếm thì hàng Thái cũng là hàng rừng thôi, và người ta xổ ra những cái cây đột biến. Trong cái chậu này thì có vài cái lá nó bị hơi gập. Chậu này thì nó cũng ít thân thôi, tách ra chắc cũng được vài hình thôi, 4 hình. Cây này thì đang có hoa luôn nha các anh chị, đang có nụ đó. Và hoa thì các anh chị và các bạn muốn xem hoa cây này thì có thể là xem ở những cái video gần đây đó. Nguyễn có quay rõ cái mặt hoa cây kiếm số 3 này hơn. Nó là một cây kiếm hoa vàng lưỡi đỏ, hoa rất là đẹp luôn nha các anh chị. Và hầu hết tất cả những cái dòng kiếm là nó đều có hương thơm thơm, nhưng mà thơm nó không phải thơm như phi điệp đâu, thơm thoang thoảng thôi. Nếu mà chúng ta có một bụi to thật là to, nở nhiều chuỗi hoa một lúc á, thì nó sẽ rất là thơm. Hôm nay thì Nguyễn sẽ quay bán ở trên vàng luôn. Hôm nay mình sẽ quay bán ở trên vàng kiếm. Ở phía xa là cái vườn vườn hạt, ở bên đây là vườn kiếm. Tất cả những cái chậu kiếm ở trong vườn Nguyễn là những cái chậu kiếm đột biến hết tất cả nha các anh chị. Đây là hình kiếm vàng Tây Ninh số 1. Hình này giá là 4 triệu. Nó gồm hai thân ha, một thân lớn một thân nhỏ. Bên cạnh đó thì có hai cái mắt đã nhô ra nè. Thì nó mới nhú ra như thế này thì chưa biết nó là cây hay là hoa nha các anh chị. Chưa biết nó là cây con hay là hoa. Về trồng kiếm thì các anh chị cứ trồng đá bọt trộn với vỏ thông là chúng ta trồng được rồi. Nó rất là dễ, kiếm nó là một cái dòng bán sơn địa mà nó rất là dễ trồng. Thậm chí các anh chị trồng vỏ thông không cũng được, không sao cả. Kích thước của nó thì nó tầm 50 cm.
Thân kiếm vàng Tây Ninh số 2. Thân này giá là 2 triệu nha các anh chị. Đối với kiếm thì dù cho thân già hay thân tơ đều trồng được nha các anh chị. Đối với những cái thân quá già thì nó mới khó thôi. Thân này thì vẫn trồng, mỗi một nách lá của nó là một mắt cho nên là nó sẽ để cây con ở nách lá. Hình kiếm vàng Tây Ninh số 3, hình này giá là 2 triệu. Anh chị nào xem sớm mua sớm thì chúng ta chọn được những cái hình ưng ý hơn cho mình ha. Kích thước của nó thì khoảng tầm 60 cm á. Hình kiếm vàng Tây Ninh số 4. Đây là một hình rất đẹp, nó gồm một mẹ hai con. Ba thân. Ba thân như thế này, giá là 6 triệu ha. 2 triệu một thân cho kiếm vàng Tây Ninh đó. Anh chị nào mua cái hướng này thì rất đẹp nè, về nó sẽ đẻ ra hai hướng rất là đẹp. Hình kiếm vàng Tây Ninh số 5, hình này là một thân cũ. Nó hơi già cho nên là giá là 1 triệu 7 một thân. Già nhưng vẫn trồng tốt, ok nha các anh chị. Mỗi một mắt lá, mỗi một nách lá nó là một mắt cho nên là cây con nó sẽ lên ở nách lá là bình thường. Kích thước của nó thì khoảng tầm hơn 40 cm. Đó là hình số 5, giá là 1 triệu 7. Hình số 6 cũng là hai thân cụ, hai thân già đó. Giá là 3 triệu 4. Hai thân như thế này thì nó sẽ khỏe hơn. Hình kiếm vàng Tây Ninh số 6, hình số 7, hình kiếm vàng Tây Ninh số 7 giá là 4 triệu. Hình này là gồm một mẹ một con, có nghĩa là hai thân. Các anh chị thấy cái đặc điểm giữa cái cuốn lá và lá, nó có những cái răng cưa. Ngấn lá đó, nghe ngấn lá đó các anh chị, nó hình răng cưa, đặc điểm của kiếm vàng Tây Ninh nó như thế. Chút xíu nữa mình sẽ so sánh những cái ngấn lá khác cho mọi người xem. Hình số 7 này giá 4 triệu ha, nó hai thân, một mẹ một con. Đó là 7 hình kiếm vàng Tây Ninh. Còn ở đây thì kiếm thái số 3. Kiếm số 3, hình kiếm số 3 thì có 4 hình thôi. Đây là hình số 1. Nó gồm một mẹ, một măng. Măng nhỏ này thì tính là một thân rưỡi. Giá là 4 triệu rưỡi. Một cũ của nó giá là 3 triệu nha các anh chị. Một mẹ một măng nhỏ như thế này giá là 4 triệu rưỡi. Cho hình kiếm thái số 3. Hình số 1. Đó, một mẹ một măng. Ở đây các anh chị xem hai cái ngấn lá nó sẽ khác ha. Cái lá của nó thì hình sóng tôn, mọi người đã thấy rồi đây. Đó, đặc điểm của cây kiếm thái số 3. Và ở đây các anh chị thấy cái ngấn lá ở đây nó khác với lại cái ngấn lá của cây kiếm vàng Tây Ninh nha. Đây mình sẽ mang qua so sánh cho mọi người xem nè. Đó, các anh chị thấy ở bên ngấn lá bên cây kiếm vàng Tây Ninh đó là nó hình dít dắt rõ ràng. Rồi, hình số 1 của kiếm số 3 là giá 4 triệu rưỡi. Hình số 2, một cũ, giá 3 triệu. Riêng hình số 2 này có một cái lá nó hơi bị gập một tí. Kích thước của nó khoảng 6-70 cm nha các anh chị. Kích thước của cái lá đó, nó dài như vậy đó. Đây, cây lưỡi đỏ nè.
Đối với dòng kiếm nó cũng có lưỡi bệt luôn nha các anh chị. Bệt có nghĩa là nó đỏ hết cái lưỡi đó. Hình số 3 là một hình rất là đẹp và giá là 3,5 triệu. Các anh chị thấy là một cái hình rẻ quạt rất là đẹp và đều đồng đều về chất lượng lá. Và tất cả các cái lá của nó đều còn nguyên vẹn, không bị gì hết nha các anh chị. Hình số 3 giá là 3,5 triệu cho một cái củ rất là đẹp như thế này. Đó, củ rất to và đẹp. Kích thước của nó khoảng 6-70 cm. Cuối cùng là hình kiếm. Kiếm 3, hình số 4. Kiếm số 3 mà hình số 4. Nói chung là cũng khó để mà phân biệt ha. Kiếm số 3, tên của nó là tên kiếm số 3, hình số 4. Cây này thì gồm hai thân. Hai thân. Và đang có nụ luôn. Mọi người có thể xem hoa được luôn nha các anh chị. Ở đây nó có một cái lá bị gập hơi nặng và một cái bị gập hơi nhẹ nhẹ. Đó, mình cũng báo rõ tình trạng như vậy ha. Đó là những cái hình kiếm. Hôm nay chủ yếu Nguyễn bán những cái bụi kiếm này đã tách ra và giá trị nó sẽ thấp hơn để mọi người dễ sưu tầm nha. Còn ở đây thì Nguyễn có một cây kiếm, cây du long. Cây này thì mặt hoa đẹp hơn mặt hoa cây xanh Huế, nhưng ngược lại thì cái bộ lá của nó không đẹp bằng cái cây xanh Huế. Cho nên về giá trị, cây này, cây du long này á, nó là một thân của nó là 5 triệu. Thì anh chị nào muốn mua có thể là comment ở phía bên dưới kênh YouTube là muốn tách Nguyễn tách cái bụi này ra bán hay không. Thì nếu mà Nguyễn thấy cảm thấy là anh chị nào yêu cầu tách, nhiều người yêu cầu tách, mình sẽ tách cái bụi này ra. Đây là mặt hoa kiếm du long rất là đẹp. Nó là một mặt hoa đột biến. Hoa của nó thì chuỗi dài và dày, cần hoa dày và nhiều hoa hơn là cây cây xanh Huế. Cây du long là một cái cây được sổ tại Đồng Xoài và được đặt tên tại Đồng Xoài nha các anh chị. Còn phía sau đây là những cái mặt hoa năm cánh trắng Hà Tĩnh nè, và mặt hoa hồng Thiên Lôi nè, và mặt hoa năm cánh trắng Dũng Phương, cũng như mặt hoa kiếm kiếm vàng Tây Ninh. Thì mọi người xem ha, video bán hàng hôm nay thì mình chỉ có một số hình kiếm như vậy và vài cái cây năm cánh trắng ở phần đầu video. Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng vào ngày mai. Chúc các anh chị và các bạn chúng ta có một ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ha.